Tiếp theo thì mình sẽ review cái máy hàn. Máy hàn cơ, em để ý là nó nặng tới gần 20 kg. Bé xíu xíu mà nặng gần 20 kg. Thì em biết là chất lượng thế nào ha. Đây, mình sẽ quay gần lại cho anh em xem. Đó, cái cáp cắm của nó rất là mềm. Dây thì to chà bá luôn. Em biết là nó bọc, nhìn đã không? Dây rất là mềm này. Mềm èo à. Cái thằng Nhật nó có một cái là ai mà hay tiếp xúc với đồ Nhật đó, thì em sẽ biết được dây điện của nó mềm cực kỳ luôn. Mềm eo à, bởi vì nó làm bằng đồng nguyên chất mà. Còn mình thì toàn đồng pha với nhôm nên cái dây điện nó cứng nhắc à. Đó, cái là sự khác biệt của dây điện Nhật. Con này có một cái đặc biệt là nó vừa chạy điện 110 của Nhật, nó vừa có thể đổ sang điện 200 của Nhật được nha. Đó, cái thông số của nó ở trên đây, anh có thể xem. Nó có một cái đây, em nhìn nè. Điện của nó này sẽ là 100 trên 200V nha. Vừa chạy được điện là 100, vừa chạy được điện 200. Bên trong của nó là một cụm biến áp rất là khủng. Chung là mình không có rành về máy hàn lắm. Không phải là người chuyên hàn, mình rất là ít đụng về máy hàn. Về máy hàn cơ thì mình rất là ít tiếp xúc ha. Thì mình không có rành về máy hàn cơ lắm. Chỉ thì có biết nhiều về thông số của máy hàn điện tử thôi. Còn máy hàn cơ thì rất là ít đụng. Thế nữa là máy của Nhật, máy điện 110 và 200. Thực sự thì cái kiến thức về máy hàn Nhật thì mình không có nhiều lắm. Nên con này hôm nào mình sẽ mò test thử nha. Xong đó mình mới review riêng một cái clip về con này cho anh em xem. Và hôm nay chỉ review giao lưu với anh em thôi nha. Đây, đây là một cái cục từ. Cục từ này không biết ở đâu nhưng mà đây là một cái cục từ ha. Cục rất là đặc biệt. Cục này tức là khi anh em cấp điện một nó sẽ biến thành cục 500. Và nó rất tiện cho anh em làm cơ khí. Mình sẽ test sơ qua cho anh em xem ha. Tại vì cục này mình có hai cục nên mình sẽ bán cho anh em một cục. Chứ còn nếu có một cục thì mình sẽ không bán đâu. Đây, cái này là nhôm sẽ không hít nên mình sẽ lấy một cái mặt thép nha. Một cái mặt thép mình để trên đây nha. Ok, lúc đầu thì nó sẽ không hít nha anh em. Này, nó rớt ra nha. Mình sẽ cấp điện 12V vào đây. Đây là đỏ, dây đỏ và dây đen, mình sẽ cấp điện 12V vào đây. Tiện đây thì khoe luôn với anh em cái nguồn 12V cực xịn. Này, anh em nhìn cái nguồn của nó không? Các cái linh kiện bán dẫn của nó ở trong cực kỳ khủng. Như là đi ốt chở hay tụ, anh em nhìn thấy không? Cực kỳ khủng luôn. Những cái con tụ hay là những cái đi ốt hay những cái chở của nó hay là tụ sứ nhìn nó to lắm. Này, em nhìn cái thông số của nó anh em biết là 12V đến 15V 25A. Nguồn này là nguồn tháo máy kiểu như máy công nghiệp á. Đây, mình sẽ để thử nó vào đây rồi mình ghim điện vô xem nó hít không. Đó, anh em thấy không? Nó hít rồi. Nhờ mà xảy ra điện nó rớt cái tọc. Đấy, em thấy nó hít chưa? Hít rất chắc, thấy chưa? Này, bây giờ mình nhấc cái cục này lên luôn nha. Đây, em thấy chưa? Nó nhấc bổng cái cục 2 kg này lên luôn. À, em biết nó chính chắc cỡ nào nha. Cục 2 kg mà nó nhấc bổng lên luôn. Rồi mình thả nó ra nè. Giờ mình thả điện nó nha. Đó, tọc phát, thấy chưa? Cái cục rất là đã. Rồi ok. Cục từ này nha, mình sẽ bán cho anh em giá 250k nha, không bao gồm phí ship nha. Anh em nào mua thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc Zalo nha. 250k không bao gồm phí ship nha. Phí ship cho cục này nó rất là nặng em nên mình sẽ tính 40k nha. Cục này chắc phải cả ký rồi. Đó, nên em gọi nhân tay có một cục duy nhất thôi nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ giao lưu với em hai cái bình cực kỳ độc. Cái bình này sẽ là bình tích áp ha, bình chứa khí. Nó cực kỳ dày luôn và bằng inox 704, không có 500 hit nha, bằng inox 704. Hôm trước mình có review rồi nha, một cái bình này. Và hôm nay một cái bình này, hiện tại bình này đã có khách đặt rồi nha, mình chỉ review tham khảo cho anh em thôi. Cái bình này cực kỳ đẹp, bằng inox 704, anh em nhìn nó sạc bóng không? Tất cả ở đây thì mình đã có lắp hết linh kiện cho khách rồi. Rele nè. Đây, mình review cho anh em xem. Đây nó sẽ có rele ha. Rele nhỏ 120 PSI đến 90 PSI, tức là 6 kg thì tự bật, 8 kg tự ngắt nha. Đây là đồng hồ. Đây là ban an toàn, đây là đầu chia, ban tổng có đầy đủ hết rồi ha. Về chỉ cần đây là ban một chiều này. Thấy chưa? Anh em chỉ cần về chế cái bơm ở đây phát là xong.
coi như em có một cái máy nén khí mini. Cái này bán cho một bác độ còi hơi đấy, hiếm lắm mới kiếm được cái bình như vậy nha. Cái bình này hôm trước mình bán là nguyên mỗi bình không thôi nha, mỗi bình không mình bán hôm đó là 850k bao ship đấy. Thì hiện tại ở Việt Nam đang có ít nhất là 5 bác ở Việt Nam là hiện tại đang có 5 bác sở hữu cái bình như vậy, bởi vì mình về từ trước giờ lẻ tẻ là tẻ được 5 cái đấy, mình bán lẻ tẻ 5 cái rồi thì chắc chắn 5 bác đấy thể nào cũng xem video này đấy, là 4 bác còn lại là đang sở hữu 4 cái bình này, còn cái bình đấy bình thứ 5 nha, đã bọc kỹ rồi chuẩn bị ship đi cho khách. Thôi mình review sang cái bình tiếp theo là một cái bình cực kỳ độc. Cũng cái bình này thì anh em biết là có thể chế được ít nhất là 10 loại thiết bị liên quan đến khí. Mình sẽ kể sơ qua nhá. Với con này thì mình có thể chế thành máy trộn keo này, rồi máy rửa xe này, máy rửa xe siêu mạnh luôn. Nếu mà con này bơm áp vào mấy chục ký, con này nó dày lắm anh em, nó phải chịu áp được mấy chục ký, cả thậm chí là 100 ký. Cái bình này anh em biết là nó bị chịu áp có khi là cả 100 ký, 200 ký là chuyện bình thường, với nó inox cực kỳ dày luôn. Em biết như cái bình nhôm ấy, bình nhôm mỏng thôi, phi tầm phi 2.5 thôi, nó đã chịu áp khoảng 200 đến 300 rồi. Không biết cái bình inox này nó chịu áp khủng cỡ nào. Hay là nó có thể làm được bình hút chân không ha. Làm bình hút chân không. Nếu anh em nào là EOC sẽ biết đến. Sắp tới mình sẽ làm một cái dự án EOC. Đó, mình có đăng sơ qua cho anh em xem á. Thì mình sẽ phải cần sử dụng cái con này là làm bình áp chân không. Cái cơ chế của nó thì quá được tuyệt vời luôn anh em. Với một cái cơ chế như thế này em có thể chế ra được máy phun cát tự động này, máy rửa xe siêu mạnh này, đó, máy rửa xe bọt tuyết cũng, cái cơ cấu của nó cũng y như vậy. Hoặc là nồi, cái anh em chế bơm rượu cũng được, rót rượu, chế rượu vào đây thì quá tuyệt vời. Đây mình sẽ mở ra cho anh em xem này. Không thể tìm được con thứ hai tuyệt vời hơn con này. Đây, thấy là vồ liền nha, thấy chưa, cái quàng của nó mở ra cực dễ. Anh em cũng có thể chế cái lọc bể cá cho bể thủy sinh mini nữa. Con này thì chế quá tuyệt vời luôn, không còn gì để bàn nữa, thấy chưa. Ở trên đây anh em thấy là nó có một cơ chế quay để nó đánh tan cái, mình nghĩ là nó bơm keo hay chất keo hay một chất gì đấy, thấy chưa. Trong ngành in dùng cái này cũng khá nhiều đó. Ở trên này nó sẽ có một cái step để quay, để nó khuấy cái keo ở bên trong hoặc là sơn nha. Sau đó khí nó sực ném vào đây, anh em thấy là cái lượng khí, cái ống này nó sẽ thông ở trên đây để nó đo cái lượng nước đầy hay là cạn. Rồi nó bơm khí vào đây và nó cho ra đây. Cái này chắc chắn là một cái gì đó khá đặc nên nó mới cho cái này vô. Ha. Ở trên nó có ron này, nó có ron ở trên đây để nó chống xì. Đây sẽ là đầu khí vào. Đó, đây sẽ là đầu khí vào. Đây cũng là đầu khí vào. Chưa? Có thể chế thế. Con này thì chắc không nổ đâu, nên không cần phải an toàn. Con này thì khí thường anh em dùng thoải mái luôn. Dày lắm. Em nhìn này, nó siêu khủng luôn đấy. Này. Em thấy cái độ dày của nó chưa? Nó dày phải ly 2. Cực đẹp, con này mà chế được lọc thủy sinh cũng quá tuyệt vời. Cái bình này thì nó không thể kiếm được cái bình thứ hai nên mình sẽ không thể nào bán nó đi được. Bình quá đẹp luôn, inox. Cái bình này thì xài chắc đến cuối đời luôn anh em. Đến cuối đời chắc nó cũng không hư nữa. Đó. Cực kỳ đẹp ha. Cái này nó chịu áp rất là kinh khủng. Cái này mà thích hợp nhất là để làm bình chân không, bởi vì nó rất là dày. Hút chân không. Đó, ok. Xong. Ok, sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu với anh em là mình có hai cái bình e tanh. Đây. Bình của Hàn anh em. Bình tháo máy công nghiệp Hàn ha. Nó là cái bình chứa khí 25 lít, khá là dày. Em để ý nhá. Cái đế này này, nó dày như thế nào. Cái này chắc phải 1 ly 2 anh em, 1 ly, ít nhất là 1 ly 1 ly 2. Cái này nó dày như thế nào nha. Thì cái thành bình nó sẽ dày như vậy ha. Anh em có thể mở cái van này ra và anh em căn được cái độ dày của cái bình nha. Bình nó rất là dày. Đó, anh em móc tay vào đây anh em thấy nó cực kỳ dày này. Nhìn sơ vào thôi. À.
Bình nó nặng 10 kg nha anh em. Nó có cái cổng chia là hai cổng chia 17 và hai cổng chia 13. Nên anh em nào thích đồ chia ra cổng bao nhiêu thì cứ inbox mình chia ra cho nha. Ở dưới thì nó có lỗ xả khí rồi ha. Đó, bình này trước mình cũng có bán rồi. Thế anh em cứ tính nhá. Giờ mình tính đơn giản cho anh em nào đi hàng bãi luôn này. Mình tính cái giá trung bình nếu hàng bãi tính là 60k một ký, 1 kg thôi, thì cái bình nó phải rơi vào tầm 600 rồi. Đúng không? Nhưng mà cái giá hôm nay mình để cho anh em cực kỳ rẻ luôn, 450k. Nhưng mà bao gồm phí ship luôn nha. Phí ship con này là hơn 50 rồi. Em thấy nó chỉ có 300 mấy thôi. Con này nặng 10 kg, em biết không? Nặng 10 kg mà nó còn cồng kềnh nữa. Thì phí ship của nó rất là nặng ha. Đó, nên giá mong muốn của mình sẽ là 450k bao ship nha. Bình cực kỳ đẹp luôn, bình của Hàn Quốc. Anh em nào mua bình này thì mình bảo hành cho 3 năm nhé. Thông báo bảo hành cho em 3 năm luôn, 3 năm anh em xài mà có bị hư cái gì thì cứ inbox mình hỗ trợ bảo hành nha. Bình này thì 3 năm không bao giờ nó hư được anh em. Nên mình đã thông báo bảo hành thì nó sẽ không bao giờ hư được nha. Chứ khi em lấy khoan hay lấy búa anh em đập ra thôi, chứ anh em để không mà em xài không bao giờ hư được. Kể cả anh em đựng nước cũng không hư được nha. Đó, ok, như vậy view nhanh qua thôi ha. Tiếp tục liên quan đến máy nén khí ha. Mình sẽ về được một cái bình nhôm. Bình này bình đựng nhiên liệu của xe tải ha. Chứa nhiên liệu xe tải thì nhôm nó rất dày. Nó sẽ thích hợp cho anh em nào làm bình chứa khí mà cần cái độ sạch. Ví dụ anh em nào làm nha khoa. Đó. Cái này hiện tại đã có người đặt rồi ha. Đã có người đặt rồi. Còn anh em nào đặt hàng thì cứ inbox mình nha. Bác này ở Đà Lạt, hiện tại chắc cũng đang xem video của mình ha. Mình đã gửi cái video này cho bác, xong video này mình sẽ gửi cho bác để bác xem cái bình này. Đây. Ngoài nó sẽ có 3 lỗ nha em, lỗ này sẽ ren 21, hai lỗ này sẽ ren 17 ha. 13 anh em, sorry nha. À, lỗ này ren 21, ren này chắc ren 13 thôi. Tất cả cái khớp này thì mình đều có khớp chuyển hết nha. Ở đây sẽ có một đầu nữa. Một cái khớp nữa ha. Ở đây sẽ có thêm một cái khớp 13 nữa. Rất là nhiều khớp, anh em không dùng khớp nào thì em có thể bịt lại. Thích hợp cho anh em làm bình chứa khí, bình này nó tới 25 lít nha. Ít nhất là 25 lít, tại vì cái kích thước của nó là 50x28. Mà nhôm của nó thì rất là dày, em biết là nó làm bình chứa khí cho bình chứa khí hoặc bình chứa nhiên liệu cho xe tải thì nó phải rất là dày rồi ha. Đặc biệt nó bằng nhôm nên nó không có sợ bị han rỉ. Nếu em có bị tích tụ nước hay cần gì trong đây thì anh em sẽ không sợ bị bẩn hay dơ. Đó, anh em nào làm sơn Everest mà muốn làm bình tích khí thì làm con này nữa, quá đẹp luôn, khí hơi bị sạch luôn nhá. Cái giá của con này sẽ là 1.3 triệu bao ship nha anh em, 1.3 triệu bao ship luôn nha. Rất là lớn. Và con này thì mình phải gửi đảm bảo bởi vì rất là sợ nó bị móp hay chảy. Bọc xốp đầy đủ gửi cho anh em nha. Giá công khai 1.3 triệu bao ship nha, bình nhôm 25 lít. Giá mình công khai ha, em nào cảm thấy thuận mua vừa bán thôi. Nếu anh em chê đắt thì anh em thông báo đắt thì anh em có thể là không mua, mình mua cái gì nó rẻ thôi ha. Rồi đây ha, đây là một con đội cá sấu rất là tuyệt vời thể lực. À, thì anh em nào từng xem những cái video của mình thì cũng biết là trước đó thì mình đã có từng review hai con rồi, trong đó thì có một con đỏ, nhưng con đỏ thì đã bán rồi, còn một con màu xanh duy nhất này. Đây, trên đây toàn là chữ nhật không. Cả những cái nắp này của nó anh em mình nhìn này, còn rất là mới luôn. Những cái bánh xe này han thì nó không thành vấn đề rồi. Mình thấy là những cái đặc điểm mà có thể han rỉ được là những cái chỗ như vậy này, mà nó vẫn còn chưa han. Nó đổi của Nhật thì cũng không thể chê được. Nói chung những cái dụng cụ của Nhật thì anh biết là không thể chê được rồi ha. Đó, con này mình không có đọc được những cái thông số của nó trên đây. Nhưng mà thường những cái con to như vậy này, nếu của Toto thì nó cũng phải rơi vào tầm tấn rưỡi rồi. Ít nhất là tấn rưỡi tới 2 tấn ha. Đây, fix cho anh em xem, fix bằng tay mà nó nhẹ hều luôn. Đó. Con này chủ yếu là mình review thôi, tại vì nhà mình có xe con nên lâu lâu phải sửa xe. Hơn nữa nhà mình nó chẳng khác gì cái sửa con em, nên phải dùng tới cái loại này rất là nhiều. Đây, bánh của nó sướng ha. Ok, rồi mình giao lưu với anh em con đội cá sấu Nhật. Bình thường nó sẽ có một cái nắp ở đây anh em, cái nắp ở đây nó cực kỳ đẹp luôn, nắp ốp ở đây này. Nhưng mà nó mất cái nắp đây rồi, cái nắp nó sẽ có thương hiệu thông số đầy đủ này. Nhưng mà nó mất cái nắp ở trên đây rồi, cái nắp vuông ốp ở trên đây này. Nó sẽ che cái điểm này lại ha.
Rồi, ok, mình sang cái sản phẩm khác. Con này giao lưu thôi nhé, review với anh em thôi, khoe đồ thôi chứ không có bán ha. Rất là đẹp. Con này thì trước đó mình có review sơ qua rồi ha. Hôm nay thì mình test lại một lần nữa. Lâu rồi, lâu lâu mang ra khoe chung. Cái này đặc biệt là của máy của Kawasaki nha em. Em nghe thấy Kawasaki không? Cái thương hiệu của Z1000 ha. Kawasaki TD33, dòng cũng khá là nổi tiếng. Đặc biệt là con này mình lấy nó là bởi vì nó có cái cơ chế xoay này anh em, để ý không? Có một cơ chế xoay và cần rời. Đó. Vì sao mình bán cái con kia đi? Một phần là vì mình có con này rồi. Không thấy không? Mình có hai con thì mình mới bán đi thôi, chứ còn một con thì mình không có bán đâu. Đó, thì căn bản của nó sẽ là như này. Em sẽ nhìn cái cần rời của nó ra đây. Nha. Đây này. Đó, đây là cái cần phát của nó. Thì mình tính chế cái xe, nhưng mà mua thì cứ để đấy thôi. Gọi buổi gọi. Đấy, anh em sẽ thấy cái cơ chế của nó đây nè. Mình sẽ thử giật nổ cho em một lần nữa nha. Lâu lắm rồi mình không khởi động nó luôn á. Bây giờ nó còn nổ không? E đâu rồi? Đây. Tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường nha. Thấy không? Công tắc của nó hay là đầu xoay cần gạt thì hoạt động bình thường hết. Này chưa? Con này đi bãi hôm Nhật được cũng hay phết. Đây cho anh xem, em xem cái model của nó này. Con này như mình thông báo là giao lưu thôi. Nhưng mà em giao lưu với anh em thôi, khoe máy là chính thôi, chứ không có bán nữa. Khi nào mình chế xong xe rồi thì view cho anh em xem ha. Rồi, mình sẽ giới thiệu tiếp luôn cái series của máy nén khí. Thì ở đây sẽ có một con Taizo nha. Taizo thì nó trong cái tem của cái cuộn dây điện là đây nè. Trước mình có review này ha. Con này là máy nén khí thùng anh em, cách âm nha. Hiếm, rất là hiếm thấy con cách âm nào bé như vậy. Con này bình của nó chỉ có 25 lít thôi. Đó. Trên đây là sẽ có công tắc đầu ra đầu vào và đồng hồ ở đây. Tất cả các chức năng đều ok hết nha. Bình của nó còn rất mới nha. Còn khá là mới luôn. Cái thùng này của nó thì hơi cũ rồi nha. Cái này thì hiện tại cũng đã có một bác chốt rồi. Giá công khai là 1.500.000 nha. 1.500.000. Bao cước cho bác ấy luôn nha. Trên này là con block máy nén của nó này. Em sẽ thấy ha. Bây giờ mình sẽ test cái lốc nén này cho anh em xem. Nó sẽ dùng cái lốc nén không dầu. Cái dòng không dầu thì đặc điểm của nó là nó sẽ êm. Đấy, nhưng mà cái tản nhiệt của nó thì sẽ hơi kém. Cái dòng máy không dầu thì ưu điểm của nó là rất là êm. Đây là đầu bò. Motor gắn liền của máy Nhật. Trên này sẽ có một cái công tắc quá tải nha. Kèm rồi. Mình sẽ test cho anh em xem luôn ha. Con này xài điện 100 nha anh em. 100. Đây, mình sẽ cắm thử cho anh em xem thôi. Điện 100. Máy thì rất là êm và mạnh, mình không thể nào bịt cái này lại được, còn mạnh lắm.
em nghe cái tiếng mình bịt là anh em biết rồi đúng không? Nói chung con này còn ấn ok. Lúc đầu mình mua con này về tính xài nhưng mà con này nó không đủ đô với mình. Bây giờ mình phải xài máy tầm 10 ngựa. Hôm nào mình sẽ bác cái con 10 ngựa của mình về cho anh em xem. Nó rất là khủng. Máy của Meiji 10 ngựa. Đó, máy còn rất đẹp. Giá 1,5 triệu bao ship, quá rẻ rồi anh em. Em thấy là một cái máy của Trung Quốc á, máy tàu á, anh em mua máy 2 ngựa nó cũng phải 2,5 triệu rồi. Đúng không? Hoặc là mua một con máy tàu cua bắp thôi, bé tí mini thôi, nó cũng phải 1,7 triệu, 1,8 triệu rồi. Nên em biết là một con này 1,5 triệu bao ship mà máy nén khí cách âm. Em biết nó rẻ cỡ nào. Đó, nếu mà em trả giá nữa thôi rồi, mình chịu rồi ha. Ok. Cái này thì mình chỉ bán cho những em nào rành về máy thôi nha. Những nào biết về máy, rành về máy. Em xem là hiện tại là trời tối quá rồi. 6 giờ hơn rồi. Trời tối om à. Vậy là mình chỉ có review nhanh qua một vài cái sản phẩm còn lại thôi, không thể review chi tiết và test cho anh em được. Đấy, hẹn anh em lần sau thôi. Đây, một cây khoan bàn Kira. Cái này thì khoan đã ha. Mình khoan review đó, mình báo sơ qua thôi. Con này thì review nó thì rất là lâu nha, mình không có review nha, mà cũng chưa có ý định bán. Khi nào bán thì mình sẽ review tổng thể cho anh em. Một con cưa lọng chỉ màu vàng này. Con này thì chưa test thì anh em cũng chẳng con này hiện tại thì mình cũng chưa test nên cũng chưa biết được cái hình dung của nó như thế nào. Chỉ test là nó chạy thôi. Đó, hôm trước mình có một cái review test sơ qua rồi. Đây là một cái bình. À sorry, một cái thùng đạn Mỹ ha. Thùng đạn Mỹ. Size lớn. Anh em nào có nhu cầu đặt thùng đạn Mỹ ha thì có thể liên hệ mình đặt trước nha. Cái hàng này thì mình không có sẵn. Anh em có thể đặt trước, sau đó khi nào lô nó về thì mình sẽ alo trực tiếp lại cho anh em. Đây là một cái máy mài hai đá của Mitsubishi điện 3 va 200, hai đá còn zin nguyên, cực kỳ khủng. Con này thì mình để là mình dùng nên mình chỉ review như sơ qua thôi, tại vì đâu có bán đâu, vì mình sử dụng những cái công việc rất là lớn nên phải dùng con lớn này. Đó là lý do vì sao hôm trước mình bán con mài rất là đẹp của Hitachi. Đây con cửa Asada này. Cửa Asada này thì khoảng một tuần nữa sẽ nó sẽ về con thứ hai. Con này thì mình không bán nha. Con này không bán, con nào mình sẽ view cắt thử cho anh em thôi. Đó, như mình thông báo là hôm nay là chủ yếu là video giao lưu với anh em thôi mà. Hôm nay thì cũng bận quá rồi, trời tối om nên không có thời gian test nó, anh em thông cảm nha. Con này con cưa ống nha anh em, cắt ống nha. Asada, thương hiệu khá nổi tiếng về cưa vòng. Nó thì thường hay đi vào Hitachi. Con xe điện. Con xe này là xe điện có động cơ nhưng mà buổi tối quá không có review được, thôi bỏ qua đi. Đây là một con máy nén khí mini của Nhật. Em sẽ thấy là bình của nó khoảng tầm 15 lít. Khoảng đấy thôi, mình áng vậy. Tại vì nó bằng gần một nửa so với bình 25 lít. Cái động cơ của nó thì còn rất ngon này. Cái này mà tháo ra làm máy mài, máy chà nhám băng á thì cực kỳ ngon luôn. Nó, hôm trước mình test thì nó chỉ có chạy motor thôi. Motor nó nhưng mà nó không có tải được cái bít tông ở trong đây. Mình chưa biết lý do gì. Con này tạm thời đang hư nên mình chưa có cái giá cụ thể cho anh em được. Nhưng mà cái motor này vẫn chạy được, mình test nó vẫn chạy được này. Đấy, còn em nào thích mua bình lẻ thì inbox mình nhá. Ở đây thì còn được hai con cưa lọng chỉ, một con mất bạc, một con còn bạc. Bản nhôm của nó này. Cưa lọng chỉ lớn này mình báo giá luôn nhá. Anh em nào mua thì mình sẽ để giá 2 triệu. 2 triệu không bao gồm phí ship nhá. Alo. Chưa, em đã làm clip xong đâu, giờ còn đang quay mà. Khi nào xong em tự gửi nhá. Đó, khách gọi hỏi về con máy nén khí. Ok. Con cưa vòng này có thể là mình sẽ phải view thì anh em mới mua được, chứ không view mà để nói không như vậy thì nó rất kỳ. Với thời gian tối quá rồi anh em thông cảm nha. Con này thì mình đang mong muốn bán giá là 2 triệu. Cưa lọng chỉ lớn này, giá 2 triệu nha, còn rất đẹp nha anh em. Không sơn rin nguyên nha, không xứt một tí sơn nào luôn á. Hôm nào mình sẽ view cái độ mới cho anh em xem. Còn đây là một con máy nén khí mini này.
Tại vì máy nén khí thì mình nhiều quá rồi. Đấy, mua về tính lấy cái bình để chế máy nén khí mini mà không có dùng nữa. Con này hôm lấy mù về cân ký nha. Nó lấy mình 65 ngàn một ký. Đối quá. Con này nó nặng tới 8 ký nha. 8 ký nha. Nó xíu mà nặng 8 ký luôn. Bình của nó này. Thích hợp cho anh em nào về chế máy nén khí Everest nha. Con nhỏ nhỏ. Ở đây thì mình test nó không có chạy nha. 110 mình test không có chạy. Nếu ai mà có biết sửa máy thì có thể mua về sửa. Còn mình thì không có thời gian sửa nữa rồi. Đây. Ngon nhất là ở cái bộ này này nè. Nó có một cái đầu ra của Nhật này, Made in Japan này. Nhìn rất là đẹp. Ở đây nó có van điều áp và hai đồng hồ. Đó, bộ này thì do nó không chạy nên mình chỉ bán xác cho anh em thôi. Giá bán xác thì nó sẽ rẻ thôi. Anh em chuyển khoản 450k nha, mình bao cước cho luôn nha. 450k chỉ nhận chuyển khoản thôi nha, không ship code nha. Lưu ý là cái phần này mình test là nó không chạy nha. Không chạy ha. Công tắc thì còn ngon nguyên. Ở đây có cầu chì này, chống quá tải này. Đó, còn bình thì còn mới tinh. Điện 100 nha anh em. Nếu nó thích thì mua về nghiên cứu, giá 450 bao ship cho anh em nha. Con này ship thì gần 100 rồi. Đó, giá phế liệu, đúng giá phế liệu luôn nha. Đây, giới thiệu đốt với em con máy hút chân không nha, giá 350k nha. Đó, phí ship 35k. Mini có cái vỏ cực kỳ đẹp luôn, cho anh em nào về nghiên cứu. Con này trước mình có view rồi ha, nó ở trong cái máy hút chân không mini, kiểu như nó hút hút nước bọt á, hút nước bọt trong mấy cái máy giống như là máy nha khoa nha. Nó êm nhỏ nhỏ, hút công suất nhỏ thôi. Đó, nó dùng cái loại này của Nhật nhá, xài điện 100 anh em. Ok. Nha khoa thì sẽ hay có cái này trong những cái máy nha khoa. Ở đây nó còn dư một con Raubi. Cưa xích Raubi hàng nội địa Úc ha. Đây nè. Trước đó thì mình có review nguyên một video về con cái này rồi. Anh em có thể xem phía dưới phần mô tả nhé. Hoặc là xem trong phần lịch sử video của mình nha. Con cưa xích Raubi này 51cc ha. Đó, giá của nó sẽ là 1.650.000 bao ship cho anh em nào chuyển khoản. Anh em nào không chuyển khoản thì cọc trước cho mình 100k nha. Ok. Cảo dập nhanh Mitsumi nó về lại thêm nha anh em. Hôm trước có 100 bộ bán hết rồi ha, hôm nay nó về thêm nè. Lô cuối cùng rồi anh em. Bán hết cái này là sẽ không có nữa nha. Đó. Cái này là mình nói thật nha, không phải nói đùa để anh em mua hàng đâu. Cái này anh em tranh thủ mua, không là anh em hỏi lần sau là không có đâu nha. Hàng Mitsumi cực kỳ đắt luôn. Nếu anh em mua con này mà hàng công ty thì nó khoảng 120k một con của hàng tàu nha. Còn nếu là hàng Nhật thì phải 250k một con. Đó, còn hàng này thì mình không biết nó là hàng tàu hay hàng Nhật. Nhưng mà bán cho anh em giá rất rẻ thôi, giá 50k. Giá còn rẻ hơn giá nhập nữa anh em. Nếu anh em nhập một con này vào thì giá cũng phải rơi vào tầm ít nhất là 85 đến 95 ngàn hàng của Trung Quốc nha. Hàng của tàu. Hàng Mitsumi nha anh em. Không so với những hàng khác nha. Anh em nào thắc mắc thì có thể xem lại hàng Mitsumi cũ của mình từng review rồi ha. Đó, bán rẻ như giá phế liệu luôn nha. Ok anh em. Như vậy thì có lẽ là mình xin kết thúc video ở đây. Anh em thấy là video của mình nó tối om rồi, không nhìn được cái gì nữa luôn rồi. Mình cũng đói luôn rồi. Ok, như vậy thì mình xin phép chào anh em nha. Cảm ơn em theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Em nào yêu quý Phong DIY thì đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh và theo dõi những video mới nhất của mình nha. Anh em có thể nhấn like và chia sẻ video này giúp mình. Cảm ơn anh em nha.